Bấy nhiêu tiền? 15.000. To xào xẻn, to xào xẻn. Lại. Bạn này là từ thành phố Bắc Xế, tỉnh Chăm Ba Sắc lên đây. Bắc Xế có quạt phu. Bắc Xế là người Lào rất là dễ thương đó anh. Rất là dễ làm quen luôn. Non sao? Hai bạn này là non sao là gì anh? Là em đúng không? Non là em đúng không? Non là em, non sao. Mặc dù là ông lão đang ngồi ở một cái góc đường đó cô bác quý anh chị, nhưng mà cái tiếng đàn của ông đại lão nghe rất là trong trẻo và vui nhộn. Và nơi Bùi Hồ đang đứng ở đây đó chính là chợ đêm ngay tại thuộc tỉnh Luân Pha Băng, một cái tỉnh phía bắc của nước Lào. Nơi đây được mệnh danh là một cái phố cổ giống như là phố cổ của Hội An đó. Và hôm nay thì trên cái hành trình về lại phía bắc của nước Lào, các anh em có quay trở lại đây và để đi tham quan một vòng về chợ đêm ngay tại tỉnh Luân Pha Băng của nước Lào, cũng như là chia sẻ cho cô bác quý anh chị về hình ảnh của người dân ở Lào, sinh hoạt và nếp sống văn hóa của người dân ở Lào là như thế nào ha. Và cũng gửi cho ông để mà một ít để cho ông có thể có chi phí trang trải gì đó. Dạ, xin bye đi. Dạ, chúc cho ông sức khỏe, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống cô bác quý anh chị. Và phía sau lưng của Bùi Hồ ở đây, nơi đây được mệnh danh là cố đô của Lào đó, giống như là ở Việt Nam có phố cổ Hội An. Cuộc sống ở đây khá là nhộn nhịp và khách du lịch đến đây phải nói là rất là đông. Nếu như mà những ngày trước mà ở Viên Chăn á thì khách khá là ít, thì ở đây khách du lịch từ các phương Tây khá là nhiều. Và không nói nhiều nữa, mời cô bác quý anh chị cùng vô đây theo Bùi Hồ ha. Khác với cuộc sống lặng lẽ ở phía Nam Lào thì cuộc sống ở phía Bắc Lào lại ồn ào, nhộn nhịp và không kém phần phải nói là sang trọng, khi mà rất là nhiều thực khách cũng như là du khách đến đây. Chợ đêm ở tại Luân Pha Băng được chia làm hai khu. Khu thứ nhất là khu ẩm thực hay còn gọi là khu ăn uống ở bên đây, và bên kia là cái khu gọi là cái khu về các mặt hàng mua sắm và trang trí cũng như là quà lưu niệm. Và đây là một cái gian hàng ẩm thực xiên que với rất là nhiều rau củ nè, và thậm chí là có cả thịt gà, thịt heo rồi tôm ốc rất là nhiều luôn. Ở đây không biết là cái, thậm chí ở đây có cả cây nấm mà xiên que nữa nè. Hay anh ha, anh Ngân cảm thấy như thế nào? Thấy lạ quá, lạ ha, bắt mắt quá. Dạ, còn cái này là cái gì không biết luôn. Này giống như và cái phai sắn gì đó, nướng là phai chứ phai lan. Nhưng mà anh thấy là ở đây là rất là đa dạng, thậm chí là bên kia là cái bông cải á, mà người ta vẫn xiên que, người ta nướng luôn. Đó là một cái điều rất là hay và khá là thú vị khi anh em mình đến một cái tỉnh phía bắc ở Lào rồi, đúng không anh Ngân? Đúng. Và bây giờ thì anh em mình sẽ chia sẻ, để anh cũng đã từng đi nước ngoài đó, anh cảm nhận về cái không khí ẩm thực của Lào thì như thế nào anh Ngân? Không khí ẩm thực của Lào thì thấy đa dạng và bắt mắt, và người dân của Lào thì rất thân thiện, rất mến khách du lịch. Mình thấy trên gương mặt họ lúc nào cũng dễ hiền từ, thân thiện, dễ mến. Và anh em mình đi từ cực Nam cho đến cực Bắc của Lào, có nghĩa là từ Nam cho đến Trung đến Bắc. Và cái nhịp sống của ở miền Nam Lào, ở tỉnh Chăm Ba Sắc, và với lại
ở một cái tỉnh như là cái tỉnh Luông Hoa Văn này, thấy người dân rất là hiền hòa, đúng không anh? Nó thấy nó có một cái nét gì tương đồng lắm. Dạ. Trong bài sách tương dạ. đồng. Anh Ngân là một người mà có là ông cậu là đang sống lúc trước đây đã từng sinh sống ngay tại Luông Hoa Văn này. Và Luông Hoa Văn này chia sẻ với cô bác anh chị, đây là một cái kinh đô ngày xưa của Lào. Nó giống như là của Hội An mình thôi vậy đó. Nó cổ như vậy đó. Và ngày xưa đây là nơi vua Lào đã từng sống tại nơi này. Để mình hỏi thử một món thế như thế nào để cho cô bác anh chị gọi ha anh ha. Dạ. Haman Bani. Seven. Seven to one. Tosan. À, 7.000 kiếp. Một cái cây nấm gồm có 3 cây nấm rất là dễ thương như thế này là có 7.000 kiếp tiền Việt thôi. Cái này là cái gì Nhân? Dạ. Cái này là cái gì? Bông cải. Cải xanh. À, có cà nướng bên kia nữa kìa. Dạ, dạ. À, người ta sẽ đưa cho mình một cái gỗ như thế này. Tí xíu nữa mấy anh em mình chắc sẽ thưởng thức một thứ, những cái thứ gì đó nướng như thế này nhìn rất là ngon ha. How much? How much money? 5,000. 5,000 thôi, cái này là 5,000. Còn cái này là mất hơn một tí là 7,000. À, chút xíu rồi mình sẽ quay trở lại ha anh Ngân ha. À. Nhưng mà cái này là thấy là ở Việt Nam mình cũng hiếm lắm nè anh. Nấm, mà nấm nướng. Rồi bây giờ anh em mình qua đây ha. À, mình ăn xúc xích thịt quay. Cái món này lúc trưa mấy anh em mình có ăn nè. Đó là heo quay, rồi gà với lại xúc xích với lại cá nướng. Ăn kèm với lại xôi nếp bên kia. Và một điều khá là hay đó là người Lào thường hay sử dụng lá chuối. Thay vì ở Việt Nam mình thường sử dụng những cái bọc nhựa thì người Lào người ta sử dụng lá chuối để nó thân thiện với thiên nhiên. Thân thiện môi trường. À, rất là hay luôn. Và cái nghệ thuật của Lào ở cái khu vực Champa Sắc cũng như là tỉnh Luông Hoa Văn này là họ không có chèo kéo khách hàng. Đúng khách rồi. Mua không mua thôi. Đó là những cái nét hay mà Bùi Hồ dễ thương lắm. Anh Ngân cũng như là em Nhân muốn chia sẻ với cô bác anh chị để nắm gõ thêm. Thậm chí là người ta ghi gõ như thế này luôn nè. Đó thấy không? 70.000 một phần. 70.000. Đó, người ta cái món này cũng 25.000 giá rất là bình dân. Đây cũng là các xiên que. Nhìn nó đó nhìn đẹp ghê kìa. Là bắt mắt lắm. Hồi 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 bên ngoài nhìn thấy mắt mắt ghê á. Là lắm mắt mắt. Ôi trời anh, nhìn anh Ngân. Ở đây gồm có cả thịt, ớt, cà chua. À. Rồi cốt. Hay ha. Thật xanh. Hay ghê á. Có cả bạch tuộc nữa nè. Hay quá. Ẩm thực họ bán cũng rất là vệ sinh ha Nhân ha. Họ bán đa số là những cái xiên que này nè. Ở đây là cái phao câu gà. Phao câu gà. À, mặc dù xì vai đi. Đó, người ta rất là thân thiện đối với mình luôn. Mình có thể mình cầm mình coi mình có thể thích không thích thì thôi. Chứ người ta không bao giờ có cái tình trạng là đứng trước gian hàng rồi chèo kéo vô. Đó là cũng là một cái nét văn hóa rất là hay của người Lào. Mặc dù ở đây là một cái khu du lịch, rất là nhiều khách Tây đến đây. Họ đến đây họ vui chơi để ăn uống. Nhưng mà anh có cảm nhận rằng người Tây lại thích đi ở Luông Hoa Văn này nhiều hơn ở Viêng Chăn không? Đúng. Tôi thấy người phương Tây Luông Hoa Văn nhiều. Đây là gian hàng hủ tiếu. Hủ tiếu bún riêu, phở. Xin bay đi. Việt Nam. Bạc xe. Ồ, trăm ba sắc. Ồ. Trăm ba sắc, Viêng Chăn, Luông Hoa Văn. Nó ngâm lại. Bạn này là từ thành phố Bắc Xế, tỉnh Trăm Ba Sắc lên đây. Bắc Xế có quạt phu. Bắc Xế là... Đó, người Lào rất là dễ thương đó em anh. Rất là dễ làm quen luôn. Non sao? Dạ. Hai bạn này là... Non sao là gì anh? Là em đúng không? Non là em đúng không? Non là em, non sao. À. Cái cách của người ta làm du lịch cũng khá là hay luôn. Ở dưới đây hết đồ ăn rồi anh Hồ. Qua bên kia là cái khu bài bán đó. À, ở đây người ta gọi đồ ăn, người ta gọi đồ ăn xong á thì người ta sẽ có một cái cây á, người ta để cái mã số lên. À. Mà chủ quán biết để mà ra giao đồ ăn á. À.
Nè, nhớ đây có số phòng. Có số hả? Có số của từng gian hàng. Mỗi một gian hàng là sẽ có một cái số nó khác nhau. Cái biển nó cái ký hiệu nó khác nhau. Còn những cái cây cao cao kia là những cái tháp bia. À. Nhưng mà anh có thấy cái tháp bia chưa? Anh nãy rồi. Số lượng khách rất là đông nhưng mà vẫn rất là hay nha. Qua đây anh Ngân ơi. Qua quanh đây ha. Anh em mình sẽ đi dạo một vòng nữa. Ngoài ra thì ở đây còn có một cái sân khấu. Sân khấu này chắc là để chơi nhạc. Vậy cuối tuần này tí sẽ có nhạc quá. Đây là chủ nhật mà. Anh em mình đi đúng ngày cuối tuần chắc là đông hơn nhiều so với ngày thường. Đúng rồi. Nhưng mà em cảm nhận cái không khí họ làm du lịch ở đây như thế nào nha? Nó hiền hòa như chính cái bản chất của người dân Lào vậy đó. Nó không có làm cho mình phải mệt mỏi khi mà mình phải trả lời những cái sự chèo kéo, phải xử lý những cái tình huống, đúng không anh? Đúng rồi. Bây giờ anh em mình qua bên đây nè. Bên đây có một cái gian hàng rất là sáng bên kia kìa. Kìa, thấy không? Và thậm chí là em chia sẻ với cô bác quý anh chị về cái anh em mình đi túc túc ở Lào so với đi túc túc ở Lào ở Viên Chăn so với đi túc túc ở Luông Hoa Băng này. Ở Nhân cô này bán xôi nít mà mình vậy ghê không, xôi này giống như xôi Việt Nam, xôi lá cẩm, xôi đậu xanh. Nhưng mà em có để ý không, cô để bằng lá chuối không kìa? Hay mua quá. Thì cô để lá chuối luôn á. Hay quá. Cái này ngày là... trước Việt Nam mình cũng gói bằng lá chuối nhưng mà sau này thì đa số là gói bằng giấy và nhựa nhiều hơn. Mình là nông dân ra nè. Nông dân ra chợ. Cái lá chuối nó hay lắm nha anh Hồ, vừa bảo vệ môi trường mà nó làm cho cái xôi ngon hơn nữa đó. Đúng rồi, nó không mất cái chất của xôi nữa. Mà nó giữ một cái nhiệt độ rất là hay. Thay vì thì nãy giờ ở những cái nơi du lịch khác á thì mình bị cái tình trạng là chèo kéo đúng không? Và đối với ở đây thì người dân Lào họ hiền hòa, họ gọi là phục vụ cho du khách ăn. Du khách thích thì du khách ăn, còn du khách không thích thì du khách có thể là không ăn được một cái món khác nào đó để mình thưởng thức ngay tại Lào này. Thì anh em mình thì cả anh Ngân nè cũng đã đi du lịch nhiều nơi nhưng mình cảm thấy rất là thích đúng không anh? Thích lắm. Thôi anh em mình qua bên đây ha. Chợ đêm rất là dài, hồi chiều mấy anh em đi ở trong kia kìa, nguyên một đoạn dài trong kia kìa. Nhưng mà trong đó thì không phải là ẩm thực nữa mà là đồ kỷ niệm với lại quần áo. Bên này thì có gian hàng trái cây, một số cái món đồ khác, mà bên này thì không hiểu là bên này chỉ bán mang đi thôi chứ không có ngồi lại. Đây là gian hàng bánh, tất cả các gian hàng bánh với lại nước ép thì sẽ được bày bán ở đây. Làm rất là dễ. Bánh bánh đi. Chiếc tàu xanh kia. Xích thảo xanh. 6 ngàn. 6 ngàn. Biết nói là 6 ngàn luôn kìa. Ở Nhân em ăn nữ một cái miếng này đi, mình cảm nhận đi. Em đã chia sẻ cho cô bác với anh chị biết luôn. Dạ. Ok. Hết rồi. 6 ngàn kiếp thì nó khoảng 7-8 ngàn gì đó tiền Việt Nam ha Nhân ha. Ok. Họ thậm chí là họ lót ở đây, họ lót bằng lá chuối đây. 6 ngàn kiếp. 5 ngàn, đây là tờ 5 ngàn kiếp thì mọi người. Và đây là tờ 1.000 kiếp. Thậm chí là mình nói người ta để cho mình coi luôn kìa. Cảm nhận đi. Này bánh gì ta? What's it? Nem. Coconut. Khâu nông phụt. Khâu nông phụt. Ăn thử đi. Làm sao mà chích được? Hai cây. Hòn nữa, hòn. Very hot. Nóng dữ lắm. Very hot. Thôi mình bóc tay đi. Bóc tay nữa hay sao? Ôi. Tí xíu ăn đi, tí xíu. Nóng lắm. Mấy cái bánh mà chỉ có 6 ngàn vậy Nhân? 4 cái. Có 6 ngàn à. Coconut phê. Khâu nan phệt. Coconut phê. Khâu. Khâu nan khột. Khâu nan khột. Yeah. Khâu nông khục. Khâu nông khục. Khâu nông
Khâu nằm. 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 Khâu nằm khút. Đây là một cái gian hàng cũng giống như gian hàng bên kia. Nhưng mà khi mà mình mua bên kia rồi mình không mua bên đây, mình chị này vẫn nói chuyện khá là vui với mình đúng không Nhân? Anh Hậu biết cái này làm từ cái gì không? Em biết rồi. Cái này á là đây nè chú. Cái này nha. À, nước cốt dừa pha với lại bột, một cái loại bột rất là đặc biệt. À. Nó làm cho cái bánh không phải là thành chuối chiên mà nó chiên rất là mềm. Đây là nước cốt dừa nè, anh Hậu ăn thử sẽ thấy một cái vị béo. Ừ, ngon dữ trời. Xẹp lại, xẹp lại. Ừ, ngon quá. Không ngờ là ngon như vậy luôn á Nhân. Ngon lắm anh. Xẹp lại. Khâu... khô khô nút bánh khô non khô. Cái này có nghĩa là trái dừa. Khô khô nút. Khô khô nút là dừa. Khô non khô. Khô nằm. Khô nằm. 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 Khô nằm khô. Ok. Nằm. 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 Khút. Rất là vui. Nhân em cảm nhận không khí ở đây sao? Nằm. À, nhộn nhịp, vui. Còn cái bánh này là bánh gì ta? Cái này, cái tên là gì đây? À, khao nằm chút. Bạn này rất là dễ thương nè. How much money? 15,000 15,000 thì bạn này nói tiếng Anh cũng rất là chuẩn ha. Cái bánh này là hình như là từ cái giống như bạn chiên lên hay sao á. Oh, đẹp đẹp đẹp. Anh Ngân ăn thử đi, ăn đi. À, bên đây có nghĩa là bên đây là chắc có thể là mẹ, bên đây là con. Hai mẹ con bán bánh khác nhau. Nó khục hả? Đã về luôn hả? Dạ. Anh đang khục hạt kia. Bao nhiêu tiền? Ở trạng hạn, sáng chiều. Bao nhiêu tiền? Ở lưu bố. Bao nhiêu tiền? 15,000 Bao xào xẻn, bao xào xẻn. Không, anh cũng không có biết tiền đâu. Không biết. Mày nghe. Bà mới nói không biết mà này 5,000 à. Ồ. Đây 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 đây. Ok. Ok, ok. Biết quan mo. Ok. Rồi hả? Rồi. Cọc chay lại lại. Bài gồm đi ha. Anh đi bộ phố luôn. Qua đây anh. Ở đây có hình ảnh một cái cháu bé gái đang bán những cái trái me và cái vật để mà cúng cúng nhà Phật. Ê anh coi chừng đụng bé. Ở đây là bánh gì nè nha, cụ bà này nè. Này giống như bún bì, bún á, à, bún phở đó người ta xào lên á. Anh nói bánh mì cơ. Dừa. Bánh dừa. Đâu anh cho em thử một miếng. Bánh dừa, bánh dừa. Bánh dừa. Ngon, ngon. Ngon dữ nào. Ngon. Đây mới gọi là thiên đường ẩm thực luôn nè. Ngon không? Bánh mì nho, bánh mì hạnh nhân, à, bánh dừa, bánh mì dừa. Bánh mì trà bông hạnh nhân nho. Ồ sao Nhân biết gần vậy? Bánh mì sô cô la hạnh nhân. Bánh mì cà phê hạnh nhân, bánh mì cà phê hạt điều. À, em nói đại không á. Tao cho anh ăn thử cái bánh này hả? Ngon không? Mà nóng dữ không? Hết nóng rồi.
nó cốt dừa á, cho nên cái này mình ăn khoảng tầm 3 cái là đã đủ rồi, đúng không? Là đủ rồi. Ăn nhiều quá nó bị ngán, tại nó béo quá. Cái này là không biết gì, là không biết anh em mình ăn. 10.000 Chú Hân nói cái đó là ăn rễ cây. Xì bay đi. Vỏ cây. Cái đó ngon. Thật chơi lại lại. Bánh ở đây nói thiệt với Nhân ha, gặp bánh nào cũng muốn ăn á. Đa số thì các bánh ở đây nó có một cái vị chung, nó là béo đúng không Nhân? Nhìn thấy thèm ha. À. Tại vì em rất là thích những cái cách bài trí ẩm thực như vậy nè anh Hồ. Ừ. Cái đèn ở trên nó rọi xuống á, làm rồi cho đồ ăn bắt mắt hơn nhiều. Spidey. Cái này là da quay. Heo chiên giòn và heo quay chiên giòn. Người ta đâu có mời mình mua đâu đúng không? Người ta chỉ chào mình thôi. Tại sao đó mình mua hay không là chuyện của mình. À, mà cô thậm chí rất là vui khi mà mình video. Có bạn bên đây nè, à, người Tây đang hỏi mua và cô này đang nói chuyện bằng tiếng Anh cũng khá là hay. Còn bạn bên đây, bên đây đang hay ghê, có cả bí luôn nè Nhân ơi, có cả trái bí non mà họ nướng luôn nè, thấy không hay ghê không? Bông cải để nguyên một xì bay đi. Trong đó có bạn để ngồi chứ không? Người ta cờ uống bia ở đó luôn kìa. Các bạn là một bạn hot girl bán bánh tàn ông. Thiếu nữ Lào bán bánh. Dễ thương. Anh thấy rất hiền ha. Cái cảm nhận ở đây mình rất là dễ chịu quá nha. Riêng bản thân anh lại thích khi mà đi đến đây. Heo quay. Gà. Hình như là gà gu ti anh. Xì bay đi. Đa số các bạn nữ ở đây đều xinh xinh không hả? Có chừng cô đó là người Việt hết nào? Việt Nam. Việt Nam. Em thấy cô mặc một cái Zubit Việt Nam đi. Việt Nam. Dạ Việt Nam. Em thấy cô mặc cái tập về nước tương Nam Dương cả, anh thấy không? Được. Nam Dương. Nam Dương của Việt Nam. Việt Nam, Nam Dương Việt Nam. Không, hàng quá nhập qua Việt Nam chắc người ta tặng á, từ dạ. Việt Nam nhập qua. Đây nè bạn, đây cái gì? Đứng vào. Nam Dương. Xì bay đi, khọc chai lại lại. Nọn ngam lại. Nọn ngam lại. Cầm lấy bút kim xôi. Mời ăn xôi luôn. Ở đây có một cái những cái trái cây rất là dễ thương ha. Haman mani. Thao xanh. Then thao xanh. Có 10.000 là Nhân. Em cứ ngỡ là nếu như mà ở những cái nơi du lịch thì một cái dĩa xoài như thế này ra cũng phải 25.000 tiền Việt đúng không? Đúng không? Dạ. Lúc trước em đi anh ở Thái này được 25-30.000 nhưng mà đây bán có 10.000 nè. Còn cái này nè, cái này nè. Có trứng. Bạn cái đó là salad rau cải. Bạn đâu có mời mình mua đâu anh. Họ cứ để cho khách về lựa chọn muốn ăn món nào ăn ha. Mà đây là cái văn hóa hè phố của Lào nha. Một cái chợ đêm rất là lý tưởng tại Lào. Xì bay đi. À, nọn khâm lại. Không chạy lại lại. Du khách Tây ở đây nhiều lắm anh Hồ. Đúng rồi, nhiều lắm. Xì bay đi, xì bay đi. Có một cái trái cà tím ngộ quá anh Hồ. Không biết phải trái cà không? Ờ, trái cà tím. Còn đây là cà chua bi đúng không? Đúng rồi. Trưa anh em mình ăn. Cái món này là họ làm cái món tum sùm. What is tum sùm?
Tâm sụp. Nhân có cảm nhận là khi mà mình đi qua đến Lào này mình thấy cái văn hóa Việt Nam. Nam phải du lịch mà. Anh này cũng qua du lịch mà. Qua đâu? Đây rồi. Hồi đó giờ em có ăn thấy cái món nào mà nướng kiểu ngộ này, nướng hay là luộc đó? Anh nghĩ là chắc luộc đó Nhân. Thịt hôn, mắc phạt, mấy xăm thành. Nhưng mà anh thấy thích ăn cái món rau củ này ghê ha. Cái này chắc luộc. Ồ, ở đây lại qua một cái gian hàng. Gian hàng này là gian hàng thao tự chọn, thao tự chọn. Anh mình không cả thao không cả thao phải được từ bên xa chẳng anh gian hàng thao tự chọn. Ở đây 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 món. Ô trời đẹp quá ha. Nang bo. Nang kỳ bíp bo. Nang kỳ bíp ở đây nữa. Nang kỳ bíp ở đây nó. Chị kêu người Việt. Chị kêu mình là ngồi bàn đi. Có người Việt hả? Chị này người này Lào. Lào. Đây là hình như là mắm của Lào hay sao á. Các món mắm mà để chấm á. Ôi trời, có bao giờ mày thấy đồ ăn nó lại nó ngon như vậy anh Ngân ơi. Đây là cánh gà nướng nè, đùi gà nướng nè, gà nướng nè, các thân phận của gà nướng nè. Còn đây là cá nướng nè, cá gô phi. How much money? 60 pound. 60 pound. 60. 60. 60. 60. 60. 60. 60. 60. À. Bon. 30.000, 40.000, 50.000 là chia ra, mình muốn ăn nhiều thì ăn tùy thôi. Hay quá. À, hay ghê á. Hết rồi anh Hồ ơi. Ở dưới này còn trứng chiên. Hết rồi. Ở đây bạn này làm, anh này làm gà, gà chicken. Ông không phải, phải beef. Pork, thịt heo. Thịt heo à. Hết rồi đúng không? Hết rồi. Bây giờ anh em mình anh em mình đi đâu bây giờ nha? Dạ. Cô dùng món gì vậy ta? Cái món gì ngộ ngộ á nha. Dạ. Món Lào. Anh Hồ. Dạ. 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 Uống bia. Nhậu. Khuya. Khôi. 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 Bây giờ đó, đó tất cả là cái gian hàng ẩm thực đúng không? Thì cái đoạn đường nó cũng khoảng 200-300 mét gì đó. Chia ra là làm hai gian hàng ẩm thực. Gian hàng ngoài kia thì có cả uống bia luôn. Và gian hàng ở đây chủ yếu là ăn uống và tất cả các món ngọt ngay tại tỉnh chợ đêm, tỉnh Luông Pha Băng. Một cái khu chợ đêm mà thật ra thì đối với cảm nhận của ba anh em thì rất là ấn tượng. Vì cái sự hiền hòa, hiếu khách của người Lào ở cái khu vực Thượng Lào này. Và một điều khá là hay nữa là họ không bao giờ chèo kéo hoặc là mời khách mua, khách ăn thì muốn đến một cái địa điểm nào thưởng thức thì thưởng thức. Còn không thì thôi, vui lòng khách đến và vừa lòng khách đi. Đó là cảm nhận của mấy anh em. Và đặc biệt thì giá cả ở đây rất là phải chăng. Nếu như ngày hôm qua thì anh em có sự gì đó, sự giữa Viên Chăn với lại Luông Pha Băng á, thì
Luông Pha Băng là một cái điểm đến vô cùng hấp dẫn để cho cô bác quý anh chị có thể đặt chân đến đây khám phá những cái ngôi chùa Lào, những cái nét tín ngưỡng, những cái về Phật giáo, những cái văn hóa về Phật giáo khá là hay luôn. Và vì đó mà rất là nhiều khách phương Tây muốn chọn Luông Pha Băng làm cái nơi đặt chân đến đầu tiên ngay khi đến Lào. Và chắc có lẽ là video clip bao nhiêu đó cô bác quý anh chị cũng đã hiểu. Và thôi xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở chuỗi video clip sau về Lào.